Dạ, chào các bạn. Hôm nay tối ngày 30 tháng 4 năm 2019, nghỉ lễ, trong kỳ nghỉ lễ 5 ngày nha các bạn. Tối nay thì có việc đi vòng ở đường phố Vũng Tàu. Chỗ này đi ngang cái giáo xứ Nam Đồng nha các bạn. Ngã tư này Lưu Chí Hiếu với đường là đường gì ta? Quận Bình Tân, Ngô Quyền. Ngã tư Ngô Quyền và Lưu Chí Hiếu. Đây đi thẳng đây thì sẽ đi ra khu vực cái đường Nguyễn Hữu Cảnh, ra đường Nguyễn Hữu Cảnh và ra ngã ba Chí Linh và đi về cái ngã tư Giếng Nước. Thì mấy ngày nay thì cái không khí du lịch ở Vũng Tàu khá nhộn nhịp, đường phố thì đông đúc hơn ngày thường, lễ mà người ta đi chơi rất là nhiều. Trong cái dịp nghỉ thì người ta sẽ đi gặp gỡ giao lưu hoặc là đi chơi vui chơi giải trí. Đây đã phải ra đường Nguyễn Hữu Cảnh, hiện nay bây giờ cũng khá là rộng rồi, rất là đẹp. Chỗ này đi thẳng ra ngã ba Chí Linh nha các bạn. Thì đi ra ngã ba Chí Linh thì sẽ đi về hướng một ngã tư Giếng Nước và theo đường của Nguyễn Tư. Đây là một cái cung đường đã khá là quen thuộc. Đi quay lực ở sau lưng là mình đi ra cái khu vực ở khu đô thị Chí Linh nha các bạn. Đi lên cái chỗ cái dốc cơ giới á. Chỗ này thì mình đi về qua đường Hồ Văn Tư, ra ba Chí Linh hay là chợ Thắng Nhất. Thắng Nhất thì bên tay phải. Ở đây thì mình sẽ rẽ, tại vì đi thẳng tới phía trước là ngã ba Chí Linh, thì mình sẽ rẽ trái chỗ này nè, qua cái đường Nguyễn Thiện Thuật là con đường ẩm thực về đêm. Rồi hôm nay là ăn nhậu về đêm á, nó giống như con đường 2 tháng 9 bây giờ, đường Thống Nhất mới nha các bạn. Đây, đường này hôm nay giờ này đúng không, các quán cũng là tạm dừng, ra đây giờ này thì đi ra ngoài cũng hơi khuya một xíu. Đây có mấy cái quán dê buổi sáng thì cả quán cà phê giờ này. Ra cái đường hướng về Tiền Cảng nha các bạn. Tiền Cảng là cảng Vietso Petro á. Đây ra phải đi về cái hướng cái quán về lẩu cá khoai. Cá khoai là cá xương rất là mềm. Đây phía trước là đi thẳng về cái hướng không ăn lẩu cá khoai nha các bạn. Thường những cái kỳ lễ nghỉ lễ mà dài ngày thì đa phần người ta sẽ chọn lịch trình là đi xa. Trong thời gian 5 ngày thì người ta có thể chọn đi nước ngoài hoặc là đi các cái tỉnh xa hơn. Chứ nếu không thì người ta sẽ chọn đi ngắn ngày, chỉ 1-2 ngày thì mới chọn Vũng Tàu thôi. Vũng Tàu thường người ta đi 2 ngày là cùng rồi. 2 ngày là người cảm thấy là hết có cái điểm vui chơi rồi đó. Hoặc là đi ra ngoài côn đảo luôn, nhỏ này cái quán về đậu cá kèo với lại cá khoai đang dọn dẹp. Rẽ phải ra khu vực ở cái đi thẳng ở cảng Vietso Petro nè, bên trái đi trung tâm thành phố Vũng Tàu, rẽ phải là trở về cái hướng đi ra cái mẹo ông Từ nha các bạn. Ngã ba giao đường Nguyễn Tư nè. Đây có cái trạm vàng vàng này, cái trạm đón xe của cái ứng dụng xe gọi xe gì đó, giống như cái trạm xe buýt này, nhưng mà cái trạm này nó đặt qua ứng dụng di động.
giờ thời đại của ứng dụng internet cho nên là cái gì cũng xài qua ứng dụng đó, nó rất là nhanh. Ở Vũng Tàu bây giờ có cái dịch vụ mới mở như các bạn là mở tuyến máy bay đi máy bay trực thăng đi Côn Đảo giá 2,2 triệu một người một chiều. Xưa thì muốn đi thì tao phải thuê cả chuyến luôn, nếu mà giống như kiểu mà charter vậy á. Bây giờ thì có vé 2,2 triệu rồi, ai thích thì phải đăng ký cái ngày bay thôi. Tối đi ra ngoài đường nó mát hơn buổi sáng là nhiều. Ngày nay nhiệt độ cũng hạ rồi nha các bạn, không có cao lắm đâu, chừng là 34-35 độ C thôi. Ngoài nhiệt độ khá là hợp lý. Trong cái mùa hè nắng đó, đi biển cũng có nắng, đi biển gặp mưa là thôi buồn, hối ruột luôn. Tối mình đi dạo biển một vòng về ngủ á. Thường ở gần biển thì dạo một biển về ngủ nó ngon các bạn.
ngay cả từ giếng nước khá là thông thoáng như bạn, không có đông đúc, chỉ có khu vực ở gần ven biển thôi. Trong thành phố đi khá là thoải mái, ngay từ giếng nước rất là thông thoáng, chứ thông thoáng hơn ngày thường nữa. Đây qua đường Phạm Thái rồi. Dạ, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã cùng team đi dạo qua một vòng đường phố Vũng Tàu trong buổi tối ngày 4/4. Hẹn lại chị Hoàng trong những clip tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.